chấm nha. Thì mình sẽ tô màu cho con rùa, con cá này và hướng dẫn các bạn tô màu, phối màu cho nó. Thì mình sẽ tô nha. Thì nó sẽ có thêm vài con cua và vài con sò lông rồi đó. Thì phải không? Thì mình sẽ tô đầu tiên sẽ là những cái tảo biển, rong biển đằng trước. Những cái mini. Mình sẽ kiếm màu. Sẽ cố gắng tô cho nó đều. Mấy cái màu dạng sáng này tô ra khá là đậm màu luôn, nhưng mà nó chỉ là bị tốn hao màu đó mọi người, thứ còn lại là ok hết. À, lúc đấy là tô tung 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 tung
tư liệu. Gừng và xanh. Đều nha. Xong rồi thì thành câu điệu thôi. Mình đã tô xong bức tranh về con cá, con rùa ha. Cảm ơn các bạn đã xem video và hẹn gặp các bạn ở những clip tiếp theo nha.